bắt Nguyễn Đoàn Quang Viên về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Gần đây, đối tượng này hoạt động ngày càng tích cực hơn với nhiều đề xuất, ý tưởng, phương thức hoạt động cho tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc các chính sách của nhà nước. Ngày 15 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Quang Viên, sinh năm 1982, thường trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện đang cư trú tại đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo điều tra ban đầu, năm 2017, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đoàn Quang Viên bắt đầu làm quen với các thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở tại Hoa Kỳ do Đào Minh Quân cầm đầu. Nguyễn Đoàn Quang Viên đã viết đơn xin tham gia và trở thành thành viên đắc lực của tổ chức khủng bố này. Từ đó, Viên đã nhận chỉ đạo và thực hiện nhiều nhiệm vụ do tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời giao. Những năm gần đây, đối tượng này hoạt động ngày càng tích cực với nhiều đề xuất, ý tưởng, phương thức hoạt động cho tổ chức khủng bố trên nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc các chính sách của nhà nước. Nguyễn Đoàn Quang Viên cũng là một trong số đối tượng hoạt động tích cực nhằm kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia trưng cầu dân ý, mục đích nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ Đào Minh Quân về Việt Nam làm tổng thống, khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa. Trước những vi phạm trên, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Quang Viên.